Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải. Theo đó, quý 1 năm 2019 sẽ hoàn thành kiểm tra các đơn vị có phương tiện gây tai nạn giao thông trong năm 2018. Quý 2 sẽ hoàn thành kiểm tra khám sức khỏe toàn bộ lái xe kinh doanh vận tải thuộc các đơn vị do sở cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Từ nay đến hết ngày 10 tháng 2, Sở Giao thông vận tải bố trí các lực lượng chức năng thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm, tăng cường công tác giám sát kiểm tra về năng lực hành vi sức khỏe của lái xe, đặc biệt lưu ý xe kinh doanh vận tải khối lượng lớn.